chào các em. Cô giới thiệu cô là Nguyễn Thị Thu, đến từ trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông Ân Thi. Cô là thành viên của tổ nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi học trực tuyến này. Trong buổi học hôm nay, cô sẽ cùng với các em ôn tập thơ hiện đại Việt Nam và cô hy vọng rằng với bài giảng trực tuyến hôm nay, các em sẽ có cái nhìn khái quát về thơ hiện đại Việt Nam và đồng cảm với những nội dung, cảm xúc mà các tác giả gửi gắm trong mỗi tác phẩm. Trước hết, cô cùng các em hệ thống lại những đặc điểm tiêu biểu của thơ hiện đại Việt Nam. Các em lưu ý, thơ hiện đại Việt Nam chúng ta học trong học kỳ 1 của chương trình lớp 9, chia làm các giai đoạn và ở đó có những tác phẩm mà các em đã học như sau. Thứ nhất, là thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp, tính từ năm 1945 đến năm 1954. Các em được học bài thơ Đồng chí của chính Hữu. Thứ hai, giai đoạn thơ ca hòa bình ở miền Bắc sau cuộc kháng chiến chống Pháp, tính từ năm 1954 đến năm 1964. Các em được học bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận và bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt. Giai đoạn thứ ba, các em học thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Mỹ tính từ năm 1964 đến năm 1975. Chúng ta học bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật và bài thơ khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Giai đoạn thứ tư, thơ ca giai đoạn từ sau 1975, các em được học bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Điểm thứ hai, cô muốn các em nhìn lại những nội dung cơ bản của những tác phẩm thơ ca hiện đại Việt Nam giai đoạn này. Nội dung cơ bản thứ nhất, thơ ca Việt Nam giai đoạn này tái hiện hình ảnh đất nước và con người trong suốt một thời kỳ lịch sử từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay với những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với rất nhiều gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất anh hùng. Thứ hai, đó là tái hiện công cuộc lao động xây dựng đất nước với những mối quan hệ tốt đẹp của con người như mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên hay mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Nội dung cơ bản thứ hai, điều chủ yếu là thơ ca giai đoạn này thể hiện tâm hồn, tình cảm, tư tưởng của con người trong suốt một thời kỳ lịch sử có nhiều biến động lớn lao và nhiều đổi thay sâu sắc. Đáng chú ý, đó là tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, tình mẹ con, tình bà cháu. Các em thân mến, cô biết rằng trong quá trình các em tìm hiểu những tác phẩm thơ ca hiện đại đã có không ít em băn khoăn chăn trở, không biết cách làm thế nào để học được một tác phẩm thơ ca cho thật sự hiệu quả. Với buổi học trực tuyến ngày hôm nay, cô sẽ cung cấp cho các em một số những cái mẹo nhỏ để các em có thể tiếp cận những tác phẩm thơ ca một cách hiệu quả nhất. Thứ nhất, các em nhớ những nét chính về tác giả như tên khai sinh, quê quán, năm sinh năm mất nếu có và phong cách sáng tác đồng thời ghi nhớ cho cô những tác phẩm tiêu biểu. Việc ghi nhớ phong cách sáng tác của các nhà thơ là một yếu tố rất quan trọng để các em có tiền đề tìm hiểu những tác phẩm thơ ca của các tác giả này sáng tác. Thứ hai, cô muốn các em nắm vững hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Các em có biết không? Việc nắm vững hoàn cảnh sáng tác của bài thơ rất quan trọng đấy. Vì sao nào? Vì khi ta tìm hiểu một tác phẩm các em đặt tác phẩm đó vào hoàn cảnh sáng tác sẽ thấy hết được ý nghĩa của tác phẩm. Và thứ ba, các em hãy tìm hiểu ý nghĩa nhan đề tác phẩm. Nhan đề tác phẩm gửi gắm rất nhiều dụng ý sâu xa của mỗi tác giả đấy. Và khi các em tìm hiểu nhan đề tác phẩm rồi nhé, là cô tin chắc các em đã phần nào nắm được chủ đề tư tưởng của mỗi tác phẩm. Điểm thứ tư, cô muốn các em nắm vững lại những giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc của mỗi tác phẩm các em đã biết cách làm như thế nào chưa thế này nhé các em sau khi học xong những tiết học ở trên lớp về nhà mình ghi chép lại hệ thống hóa kiến thức thành những luận điểm luận cứ cho thật mạch lạc về hai phương diện nội dung và nghệ thuật của mỗi tác phẩm và nhớ đừng quên nhé phải có các dẫn chứng các câu thơ, các hình ảnh thơ tiêu biểu để làm minh chứng cho những cái luận điểm mà các em đã ghi chép được. Các em có đồng ý với cô như vậy không? Trên cơ sở những điểm cần lưu ý khi tìm hiểu tác phẩm thơ, cô trò chúng ta cùng hệ thống lại một số những đặc điểm tiêu biểu của hai tác phẩm thơ chúng ta học trong chương trình thơ ca hiện đại Việt Nam. Cô muốn ôn tập lại với các em hai bài thơ cùng viết về đề tài người lính, đó là bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu và bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta làm nhé. Bài thơ thứ nhất, bài thơ Đồng chí. Về tác giả, các em lưu ý cho cô những điểm chính sau đây. Chính Hữu sinh năm 1926, mất năm 2007. Tên khai sinh là Trần Đình Đắc, quê ông ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông là nhà thơ hoạt động trong quân đội suốt những năm kháng chiến chống Pháp. Thơ ông viết không nhiều, hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh với những cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ, hình ảnh rất chọn lọc. Và tác phẩm chính trong thơ chính hữu, chúng ta phải kể đến tập thơ Đầu súng trăng treo. Các em đã nhìn thấy những ý chính mà cô hệ thống lại về tác giả chính hữu để làm minh chứng cho cái phần mà cách học về những tác phẩm thơ hiện đại mà cô vừa mới giới thiệu với các em chưa. Được rồi, thế chúng ta chuyển sang phần B nhỏ tìm hiểu về văn bản nhé. Về bài thơ. Trước hết lưu ý với các em những nét chính về hoàn cảnh sáng tác và nhan đề tác phẩm. Về hoàn cảnh sáng tác đồng chí của chính hữu được viết đầu năm 1948 khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Và đây cũng là những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta với rất nhiều gian khổ, khó khăn. Về nhan đề bài thơ Đồng Chí, chứa được nhiều ý nghĩa sâu xa. Đồng Chí là từ dùng để gọi nhau giữa những người chung một tổ chức. Và trong bài thơ này, từ Đồng Chí, nhan đề Đồng Chí thể hiện tình cảm tươi mới cao quý thiêng liêng sự gắn bó tin tưởng giữa những người lính đó là tình đồng chí về giá trị nội dung chúng ta cùng hệ thống lại xem bài thơ đồng chí này có những đặc điểm đặc sắc gì về mặt nội dung nhé các em quan sát lên bảng này về nội dung chính cô đã khai quát Bài thơ Đồng Chí tái hiện tình đồng chí đồng đội của những người lính vệ quốc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên các phương diện. Phương diện thứ nhất là cơ sở của tình đồng chí. Chúng ta thấy khi nói về cơ sở của tình đồng chí, chính hữu đã đề cập đến rất nhiều những điểm chung của người lính. Trước hết, họ chung cảnh ngộ sắp thân nghèo khó quê hương anh nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá điểm thứ hai họ chung tình yêu tổ quốc những người nông dân nghe theo tiếng gọi của tổ quốc lên đường làm nhiệm vụ họ trở thành những người cùng chung chiến hào cùng chung quân ngũ tôi với anh đôi người xa lạ tự phương trời chẳng hẹn quen nhau và điểm thứ ba họ chung nhiệm vụ chung lý tưởng cao cả súng bên súng đầu sát bên đầu đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ và điểm thứ tư họ chung gian khổ khó khăn chia sẻ với nhau những gian lao thiếu thốn tột cùng trong cuộc đời người lính phương diện thứ hai chính hữu viết về những biểu hiện cụ thể của tình đồng chí cô hệ thống giúp các em hai ý lớn đồng chí là gì là sự thấu hiểu những tâm tư những nỗi lòng của nhau đó có thể là những câu chuyện vui buồn đó có thể là sự chia sẻ với nhau những bức thư viết vội ruộng nương anh gửi bạn thân cày gian nhỏ không mặc kệ gió lung lay giếng nước gốc đa nhớ người gia lính Đồng chí còn là sự yêu thương đùm bọc sẻ chia những gian khổ khó khăn. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người, vầng chán, ướt mồ hôi, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không dày thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Phương diện thứ ba. Chính hữu đã tạo nên được một biểu tượng đẹp đẽ của tình đồng chí. Ba câu thơ cuối là ba sự khái quát. Các em thử nghĩ xem, đó là sự khái quát gì? Thế này nhé. Câu thơ thứ nhất: Đêm nay rừng hoang sương muối là sự khái quát về hoàn cảnh. Câu thơ thứ hai: Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới là sự khái quát về nhiệm vụ. Và câu thơ thứ ba làm nên biểu tượng đẹp đẽ về người lính cụ hồ qua dòng thơ đầu súng trăng treo súng và trăng là gần và xa là cứng rắn và dịu hiền là hiện thực và lãng mạn là chiến tranh và hòa bình và là bản chất chiến sĩ và tâm hồn thi sĩ tạo nên những nét đẹp nhiều mặt hài hòa bổ sung cho nhau trong phẩm chất của người lính cụ hồ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Điểm thứ hai, cô muốn cùng các em hệ thống lại những giá trị nghệ thuật của bài thơ này. Thứ nhất, phải nói đến là trong bài thơ này, chính hữu đã sử dụng rất sáng tạo những thành ngữ dân gian như nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi để nói về những miền quê nghèo khó của người lính họ đến từ những vùng đồi núi trung du đất cày lên sỏi đá hay đến từ những vùng đồng bằng ven biển đất nhiễm mặn nhiễm phèn điểm đặc biệt thứ hai đó là trong bài thơ này chính Hữu đã sử dụng cấu trúc sóng đôi anh với tôi gần như suốt cả bài thơ khi nói về cơ sở của tình đồng chí đồng đội chính Hữu viết quê hương anh làng tôi Anh với tôi đôi người xa lạ khi viết về sự chia sẻ những gian khổ khó khăn của người lính, chính hữu viết, anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, rồi áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vã. Cấu trúc sóng đôi đan xen suốt cả bài thơ tạo nên một cái thế bè đôi quấn quýt và diễn tả được sự gắn bó không thể tách rời của người lính trong mọi cảnh ngộ. Điểm đặc sắc nghệ thuật thứ ba, đó là chính hữu sử dụng những chất liệu thực để diễn tả những gian lao thiếu thốn tột cùng của người lính trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Áo rách vai, quần vải mảnh vá, chân không dày, miệng cười bút giá là những chất liệu thực mà chính nhà thơ đã từng trải nghiệm và chính những chất liệu thực này tạo nên sự xúc động sâu xa trong lòng bạn đọc. Điểm thứ tư, cô muốn lưu ý các em về cấu trúc của bài thơ. Bài thơ chia ra làm ba khổ. Các em có nhận thấy điều gì ở mỗi câu thơ cuối cùng, mỗi dòng thơ cuối cùng của các khổ thơ không? Nào, dòng thơ đồng chí này, dòng thơ thương nhau tay nắm lấy bàn tay này và hình ảnh đầu súng trăng treo các em nhận thấy được điều gì ở những hình ảnh thơ này thế này nhé các em thấy không dòng thơ đồng chí nó kết tinh dồn tụ cảm xúc của sáu dòng thơ đầu đánh dấu sự chuyển biến cao độ trong tâm tư người lính họ từ những người xa lạ không hẹn mà quen trở thành tri kỷ và là những người đồng chí nó cũng gọi tên một tình cảm hết sức tươi mới mà trước đó chưa hề có tình đồng chí. Dòng thơ thương nhau tay nắm lấy bàn tay ở cuối đoạn thơ thứ hai là một hình ảnh gợi nhiều liên tưởng sâu xa, rất xúc động, thể hiện sự gắn bó, đồng cảm sâu sắc giữa những người lính. Giữa cái bút giá của mùa đông giữa rừng hoang sương muối họ thương nhau tay nắm lấy bàn tay tay nắm lấy bàn tay truyền cho nhau hơi ấm của tình đồng đội truyền cho nhau sức mạnh sự quyết tâm để vượt lên khó khăn gian khổ đó là điều lý giải tại sao trong những năm ấy trong những tháng ngày ấy khó khăn đến thế nhưng chúng ta cả dân tộc ta vẫn vượt qua và dòng thơ đầu súng trăng treo. Vừa kết thúc đoạn 3, vừa là kết thúc khép lại bài thơ. Tạo nên một biểu tượng đẹp đẽ về anh bộ đội Cụ Hồ như chúng ta đã tìm hiểu và hệ thống lại. Như vậy, cô đã cùng với các em giả soát lại những nội dung kiến thức cơ bản của bài thơ đồng chí. Bây giờ, cô muốn cùng các em đến với bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật theo cách như chúng ta vừa làm với bài thơ đồng chí. Nào, các em còn nhớ những được những điều gì về nhà thơ Phạm Tiến Duật? Nào, 30 giây để cho chúng mình tư duy nào. Nhà thơ Phạm Tiến Duật. Các em nhớ được những điều gì? xem có trùng với ý tưởng của cô không nhé. Tác giả Phạm Tiến Duật, sinh năm 1941, mất năm 2007. Quê ông ở Phú Thọ. Phạm Tiến Duật có phong cách thơ sôi nổi, trẻ trung, hồn nhiên mà sâu sắc. Tác phẩm chính trong thơ Phạm Tiến Duật là tập thơ Vầng Trăng Quầng Lửa. Về bài thơ, các em còn nhớ bài thơ được sáng tác năm nào không? Một điểm thật lưu ý là các em nhớ được năm sáng tác của bài thơ. Đặt bài thơ vào hoàn cảnh sáng tác. Đúng như lúc trước cô đã hướng dẫn các em cái cách tìm hiểu những tác phẩm thơ ca. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật được sáng tác năm 1969 trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ của cả dân tộc ta đang diễn ra hết sức gay go ác liệt. Về nhan đề bài thơ cô đọc lại nhan đề một lượt này bài thơ về tiểu đội xe không kính các em có thấy dài không khá là dài đúng không và từ bài thơ các em khi mới đầu đọc lên mình cảm giác như thừa phải không không hề thừa đâu các em nhé đây là dụng ý của tác giả đấy thứ nhất nhan đề bài thơ thể hiện hình ảnh trung tâm của toàn bài tái hiện hình ảnh những chiếc xe không kính và hình ảnh người chiến sĩ lái xe và thứ hai nhất là từ bài thơ trong nhan đề, thể hiện cách nhìn, cách khai thác hiện thực của tác giả, khai thác chất thơ vút lên từ hiện thực gian khổ, từ đó ca ngợi vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về giá trị nội dung, các em sau khi học xong thấy nổi bật nhất là hai hình ảnh nào? Có nhớ không? À, hình ảnh thứ nhất là hình ảnh những chiếc xe không kính đúng không nhỉ hình ảnh thứ hai nổi bật hơn trung tâm của toàn bài là hình ảnh nào hình ảnh những chiến sĩ lái xe đúng không và chúng ta cùng hệ thống lại nhé hình ảnh những chiếc xe không kính trong bài thơ này chúng ta thấy đây là những hình ảnh thực không hiếm gặp và rất thực không hiếm trong chiến tranh. Xe vốn có kính, nhưng bom giật, bom rung trên đường ra trận làm cho kính vỡ, thành ra là xe không kính. Xe không kính, không đèn, không mui. Có một thứ đấy. À thùng xe có sức, nhưng chính cái có ấy lại làm cho xe hư hại thêm. Tất cả đều ảnh hưởng đến điều kiện lăn bánh an toàn của xe ở đây hình ảnh những chiếc xe không kính cũng rất mới lạ rất độc đáo trong thơ ca nó không hiếm gặp trong đời sống thực chiến tranh nhưng lại là mới lạ và độc đáo trong thơ ca các em có biết vì sao không trước đó trước phạm tiến duật hình ảnh xe cộ tàu thuyền thường được các nhà thơ mỹ lệ hóa làm đẹp lên rất nhiều nhưng đến phạm tiến duật với hồn thơ nhạy cảm với sự trải nghiệm của bản thân những năm tháng ở chiến trường phạm tiến duật đã nhìn ra và khai thác được chất thơ vẻ đẹp từ những chiếc xe không kính đó đưa vào thơ và tạo nên được một hình tượng thơ hết sức độc đáo hết sức mới mẻ hình ảnh thứ hai và cũng là hình ảnh trung tâm từ đầu đến cuối bài thơ là hình ảnh những chiến sĩ lái xe với những chiến sĩ lái xe có vẻ đẹp phong trần và hào hoa này các em cần ghi nhớ cho cô những điểm chính sau đây thứ nhất đó là tư thế ung dung hiên ngang của họ trên những chiếc xe không kính họ nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng đó là cách nhìn thẳng vào những khó khăn gian khổ Không hề tránh né Và vẻ đẹp thứ hai Đó là sự trẻ trung, dũng cảm, lạc quan Lạc quan lắm chứ Khi mà tuyến đường trường sơn Bom rơi, lửa đạn Đường đi khúc khuỷu Khó khăn Mưa trường sơn Không phải chuyện đùa, đúng không? Mưa tuôn này, mưa sối như ngoài trời Và nhất lại là xe, không kính Bụi Trường Sơn à, Bụi phun tóc trắng như người già, Không phải bụi bay hay bụi bám Mà là bụi phun cơ Ấy vậy mà sao Họ thế nào À chưa cần rửa Phỉ phèo chấm điếu thuốc Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha Mưa Trường Sơn Dữ dội ác liệt Ướt áo Nhưng chưa cần thay Lái trăm cây số nữa Mưa ngừng gió lùa mau khô thôi đó chẳng là sự lạc quan, sự dũng cảm và có được nhất là ở tuổi trẻ của họ. Đó là điều vô cùng đáng quý, đúng không các em? Và một vẻ đẹp nữa ở họ, đó là tình đồng chí đồng đội gắn bó chân thành. Họ là những người đi ra từ tiếng lửa, vào sinh ra tử, gặp nhau, tạo thành một tiểu đội với cái tên rất đặc biệt, tiểu đội xe không kính và suốt con đường vào tiến lửa, họ gặp nhau bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi những cái bắt tay thân thiện sẻ chia có được dễ dàng qua những ô kính vỡ không hề cầu kỳ không hề khách sáo và họ bắt tay nhau để truyền cho nhau sức mạnh quyết tâm vượt chặng đường trước mắt và một nét đẹp nữa ở họ không thể không kể đến các em ạ đó là lý tưởng cao đẹp là ý chí là quyết tâm chiến đấu giải phóng miền nam thống nhất đất nước không có lý tưởng cao đẹp không có ý chí không có lòng quyết tâm không có tình yêu tổ quốc thì làm sao những đoàn xe không kính ấy có thể lại đi lại đi và lúc nào xe cũng vẫn chạy vì miền nam phía trước ấy là bởi chỉ cần trong xe có một trái tim. Chính lý tưởng cao đẹp, ý chí, quyết tâm đó đã lý giải vì sao trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, gian khổ, ác liệt nhưng cả dân tộc ta đã ghi được những trang sử hết sức hào hùng và oanh liệt. Về giá trị nghệ thuật Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật có những điểm đặc sắc về nghệ thuật sau đây các em lưu ý về lời thơ. Lời thơ ở đây rất tự nhiên, giàu tính khẩu ngữ. Có những câu thơ như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Không có kính, không phải vì xe không có kính. Hay là chưa cần rửa, phỉ phèo châm điếu thuốc. Không có kính, ừ thì có bụi. Không có kính, ừ thì ướt áo. Đấy, những câu thơ ấy rất tự nhiên, như lời ăn tiếng nói hàng ngày, giàu tính khẩu ngữ. Cô nghĩ điểm đặc sắc thứ nhất về nghệ thuật bạn nào cũng dễ dàng nhận ra đúng không điểm đặc sắc thứ hai là giọng điệu thơ trẻ trung tếu táo pha chút ngang tàng đậm chất lính đấy các em ạ đọc suốt bài thơ chúng ta thấy gian khổ khó khăn như bị chìm đi chỉ còn nổi lên là sự trẻ trung là sự lạc quan tếu táo rất lính những cái cười ha ha những cái vẻ đẹp phong trần chưa cần thay lái trăm cây số nữa vô cùng đẹp và ở bài thơ này cũng có khá nhiều biện pháp tu từ đặc sắc các em có thể điểm đến các điệp ngữ này những hình ảnh ẩn dụ và ở đây cô muốn đặc biệt lưu ý với các em về hình ảnh hoán dụ một trái tim ở cuối bài thơ các em có cần cô đọc lại khổ thơ cuối không ờ nghe nhé không có kính rồi xe không có đèn không có mui xe thùng xe có sức Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước Chỉ cần trong xe có một trái tim Hình ảnh một trái tim gợi nhiều liên tưởng sâu xa Về ý chí quyết tâm, về nhiệt tình cống hiến Và về tình yêu tổ quốc của người lính Như vậy, cô đã cùng với các em ôn tập lại về thơ hiện đại Việt Nam với những đặc điểm tiêu biểu và những cô đã hướng dẫn các em những điểm cần lưu ý khi tìm hiểu tác phẩm thơ và cô đã có một số tác phẩm tiêu biểu. Theo mạch của bài giảng hôm nay và cũng là cái ý muốn của cô muốn các em làm một số bài tập để một lần nữa cô trò chúng ta củng cố kiến thức và cô hy vọng rằng qua những bài tập mà chúng ta cùng làm sau đây, các em sẽ có được những kiến thức những kỹ năng cơ bản để làm các bài tập để vượt qua những kỳ thi trước mắt. Chúng ta sang phần 4, luyện tập. Bài tập thứ nhất. Khi đọc bài thơ, các em đã bao giờ hỏi rằng chính hữu nhiều lần sử dụng cấu trúc sóng đôi anh với tôi, nhưng tại sao cuối bài thơ lại không thấy xuất hiện cấu trúc đó? Đã bao giờ các em tự hỏi chưa? Nếu chưa thì bây giờ cho cô 30 giây Nào Các em Tư duy xem nào Đã bao giờ các em tự hỏi như vậy chưa Khổ cuối của bài thơ chính hữu Không sử dụng cấu trúc sóng đôi Anh với tôi Đấy. Thế nhá Cô có một gợi dẫn nho nhỏ như thế này Hy vọng sẽ là một câu giải đáp Thỏa đáng với các em nhé cấu trúc sóng đôi anh với tôi không xuất hiện trực tiếp trong khổ cuối vì tác giả đã viết này đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới như thế anh và tôi đã hòa làm một trong cảm xúc và ý tưởng họ đã đứng cạnh bên nhau kể vai sát cánh trong thử thách cao nhất thử thách nơi chiến hào nơi cận kề cái chết và như vậy họ đã ở bên nhau đã hòa làm một chính vì thế mà nhà thơ không sử dụng lại cấu trúc sóng đôi anh với tôi bài tập thứ hai cô muốn hướng dẫn các em kỹ năng viết đoạn văn các em đã được học ở lớp 8, đúng không nhỉ à, chúng ta có những dạng đoạn nào nhỉ kể cho cô xem nào đoạn diễn dịch này đoạn quy nạp này à, đoạn song hành, đoạn tổng phân hợp. Đấy là những cách trình bày nội dung trong đoạn văn đúng không? Hôm nay với bài tập thứ hai này, cô muốn các em viết một đoạn văn diễn dịch 8 đến 10 câu thôi nhé. Cô không yêu cầu các em viết nhiều. Với câu chủ đề, những chiến sĩ lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật là những con người lạc quan, dũng cảm. Nào các em thử nghĩ xem với dạng bài tập viết đoạn này các em sẽ làm như thế nào đã hình thành được những kỹ năng cơ bản chưa à, nếu thế cô sẽ cùng với các em làm bài tập này để hy vọng rằng các em sẽ có những kỹ năng cơ bản cho bài tập viết đoạn để thử sức trong những kỳ thi sắp tới nhé đây cô lưu ý các em khi làm Bài tập dạng này, các em phải viết đúng cấu trúc dạng đoạn diễn dịch và đủ số câu theo yêu cầu, không ít hơn 8 câu và cũng không nhiều hơn 10 câu. Nhớ nhé, các em đừng tham viết dài quá và lại có những em cứ thấy dấu chấm, dấu phẩy à, đếm đếm đúng không? Khi mà các em viết xong rồi, thấy mình à thôi chết, mình viết mất 12 câu rồi, thế là sửa một dấu chấm thành dấu phẩy như thế không được đâu nhé. Ô viết xong lại thấy mình mới chỉ có 7 câu Thiếu mất yêu cầu của cô rồi Lại sửa một dấu phẩy thành dấu chấm Cũng không được đâu nhé. Chú ý câu là phải chọn vẹn ý Đủ số câu theo yêu cầu Nhưng phải đúng câu trúc Ngắt nghỉ đúng quy định Và thứ ba Các em bám sát nội dung câu chủ đề Tránh tình trạng loãng ý hoặc lạc ý Nhớ chưa nào Câu chủ đề có cho là gì Viết về những người chiến sĩ lái xe Nhưng Hãy chú ý từ ngữ chủ đề họ là những con người lạc quan, dũng cảm. Vẻ đẹp của người lính lái xe có rất nhiều đúng không? Chúng ta liệt kê đấy, đã vừa ôn tập lại đấy. Nhưng ở đây chúng ta chỉ viết về sự lạc quan, dũng cảm của người lính thôi. Các em nhớ nhé. Và ý thứ tư, cần lưu ý này. Các ý trong đoạn phải cân đối và sử dụng luận cứ là những dẫn chứng hợp lý đấy. Nhớ chưa? Bài tập số 3 nhé. Bài tập này cô dành cho các bạn yêu văn học so sánh hình ảnh người lính trong hai văn bản đồng chí của chính ngữ và bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật với bài tập này thì cô gợi dẫn luôn với các bạn như sau trình bày thành bài văn cho cô nhé các luận điểm luận cứ rõ ràng và chú ý làm nổi bật các điểm giống nhau và khác nhau ở hình ảnh người lính Đấy, ví dụ như điểm giống nhau là tình yêu nước tình đồng chí đồng đội tinh thần lạc quan dũng cảm còn điểm khác về hoàn cảnh xuất thân về thời điểm lịch sử về phong cách của mỗi người lính và cần thấy được sự tiếp nối phát triển trong phẩm chất của người lính giữa giai đoạn kháng chiến chống pháp với giai đoạn kháng chiến chống mỹ các em nhé các em thân mến, như vậy cô đã cùng với các em ôn tập lại về thơ hiện đại Việt Nam. Hy vọng buổi học trực tuyến ngày hôm nay sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản và cô muốn các em một lần nữa biết trân trọng, biết trân quý những trang sử hào hùng oanh liệt của dân tộc ta và thêm yêu tổ quốc mình hơn, nhất là trong những ngày này.